Vâng, thưa quý vị, câu chuyện quân chủ lập hiến của nước Anh là một cái gương sáng về chính trị cho cả thế giới. Các nước cộng sản ghen với quân chủ, họ nói xấu là chế độ phong kiến, chế độ thực dân, đó là cái chế độ thối nát của cái quân chủ Tàu. Vua là con của thiên tử, đó là cái quan niệm sai lầm và dốt nát. Chả có ai là con của thiên tử, chỉ có Thiên Chúa ngôi hai xuống thế nhập thể mới là con của trời. Còn những vua chúa đời người cũng là thuộc về loại tứ khoái thôi. Thế thì tại sao lại có thể mà độc tài độc quyền bắt người ta phải chết? Đến nỗi mà có những cái chu chu di tam tộc, chu di cửu tộc là một cái trò thối nát của loài người. Nước Anh không có như thế. Nước Anh là một nước vua, chỉ có khác người đời thường ở cái chỗ ngồi trên để mà làm biểu tượng quốc gia. Đấy quý vị, thế bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị không biết gì về vấn đề cai trị đất nước, mọi việc nằm trong tay thủ tướng nước Anh. Những người nổi tiếng như Churchill đưa nước Anh trở thành một siêu cường. Rồi đến bà Margaret Thatcher cũng là một vị nữ thủ tướng đầu tiên đem lại hãnh diện cho nước Anh trong cái vụ quần đảo Falkland, là vì nhờ có ông Ronald Reagan. Rồi đến bây giờ chúng ta là có bà Theresa May. Bà Theresa May này làm thủ tướng nước Anh kể từ năm 2016. Giờ bà này có nhiều tài lắm quý vị. Bà thủ tướng nước Anh này, bà ta bắt đầu xin từ chức vào ngày mùng 7 tháng 6 tới đây. Trong thời gian đó, bà sẽ chờ để có vị thủ tướng mới, thì bà vẫn là acting prime minister, bà là vị quyền thủ tướng của nước Anh. Và hy vọng vị tân thủ tướng sẽ được bầu lên vào khoảng trung tuần tháng 7. Vì bà ta còn bận để mà đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đệ nhất phu nhân thăm viếng nước Anh vào khoảng trung tuần tháng 6. Bà Theresa May sinh vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 1956. Bà ta là chủ tịch đảng bảo thủ của nước Anh từ năm 2016. Rồi bà ta còn là một người đã tham gia vào Quốc hội Mỹ, được bầu vào làm Hạ viện dân biểu của Mỹ từ năm 1997. Sau đó đến năm 2010 và 2016, bà làm 6 năm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Home Security, Interior. Rồi ngày 13 tháng 7 năm 2016, bà đã chính thức được đề cử làm thủ tướng của nước Anh, thay thế cho ông thủ tướng lúc bây giờ là ông David Cameron. Ông David Cameron, ông ta đã thất bại trong cái cuộc trưng cầu dân ý để nước Anh xin ra khỏi Liên minh Âu Châu, gọi là Brexit. Và trong cái cuộc trưng cầu dân ý đó thì cái ông David Cameron nói rằng là tôi nghĩ dân Anh người ta sẽ không muốn ra. Nhưng mà cái kết quả trưng cầu dân ý nó phũ phàng. Trên 50.9% nước Anh muốn thoát ra khỏi Liên minh Âu Châu. Lý do dễ hiểu là vì nước Anh đang có một cái nền kinh tế mạnh mà họ lại phải gánh vác thêm cho các cái nước nghèo, nhất là các quốc gia mới gia nhập Liên minh Âu Châu từ khối Đông Âu cũ. Cho nên họ, từ lâu nay quý vị biết mà, dân Anh là một cái dân phất tỉnh như Anglia là như thế. Họ muốn lo cho đất nước của họ trước và thiên hạ tính sau. Vì vậy cái cuộc trưng cầu dân ý làm cho ông David Cameron mất chức thủ tướng, thay thế vào bằng bà Theresa May. Rồi bà Theresa May này là một người đã thành công trong tất cả những cái cuộc chính biến mà Đảng Lao động cũng như là Đảng Cấp tiến muốn hạ bà Theresa May. Nhưng mà dân chúng và Quốc hội đều đồng thanh giữ bà làm thủ tướng từ 2016 đến bây giờ. Thế thì cái cuộc mà trưng cầu dân ý để nước Anh rút ra khỏi Liên minh Âu Châu, nó đòi hỏi thời gian là 2 năm là phải hoàn tất. Đáng lẽ là hoàn tất deadline là ngày 29 tháng 3 năm 2019 vừa qua. Nhưng vì vấn đề thủ tục chưa xong, cho nên bà ta phải lưu nhiệm. Và đến giờ này thì mọi việc đã rõ ràng là bà ta cảm thấy cái chính sách thất bại và Quốc hội bây giờ không còn tín nhiệm, cho nên bà ta sẵn sàng ra đi.
Và việc ra đi của bà như chúng tôi vừa thưa là sẽ chờ chính thức đến trung tuần tháng 7. Và đây là một vị thủ tướng thứ nhì của nữ lưu, một vị nữ lưu của Anh Quốc, nắm vận mệnh cả nước Anh, nắm vận mệnh cả Liên Hiệp Anh. Quý vị thấy cái hay ở cái chỗ đó. Vua của nước Anh vẫn là biểu tượng của nhiều quốc gia, của nước Anh, của Bahamas, của Thurken Caicos, của New Zealand, của Canada, của Úc Đại Lợi. Và kể những cái quốc gia South Africa, Nam Phi và các quốc gia ở Châu Phi nằm trong khối Liên Hiệp Anh. Cái nền cai trị chính trị của nước Anh là nó mềm dẻo. Có lần tôi đã thưa với quý vị, nền chính trị của Pháp dở, công nhận Tây là một cái dân ăn chơi, chỉ thích là mua nước hoa xịt cho nó thơm, bởi vì đa số người Pháp họ ít tắm. Quý vị biết chuyện đó. Đó là lý do tôi kỵ vấn đề thuốc hoa, nước hoa tôi không bao giờ dùng. Rồi điểm thứ hai nữa là nước Pháp có một cái chế độ phong kiến thực sự, thực dân. Nhìn những cái dân tộc thiểu số với con mắt rất khinh rẻ. Tây nó gọi cái dân Việt Nam mình là Anamit, coi như là một tên mọi phương Nam. Giống như Tàu nó gọi Việt Nam mình là cái rợ hung nô ở phương Nam. Cho nên chúng ta phải công nhận rằng nước Anh hay hơn nước Pháp. Và vì thế mà cái chế độ vương quyền của nước Anh vẫn được tôn trọng và duy trì trên toàn thế giới. Ngay cả nước Mỹ là một nước đã từ trong nước Anh mà ra, nhưng họ vẫn duy trì và tôn trọng cái nền quân chủ của Anh Quốc. Bằng chứng đến bây giờ, bà nữ hoàng Elizabeth đã trị vì trên thế giới này lâu đời nhất, trên 70 năm. Năm nay đã ngoài 90, bà vẫn là một nữ hoàng của Anh Quốc và của các quốc gia trong khối Liên Hiệp Anh. Rồi tương lai, khi bà xuống thoái vị, sẽ là hoàng tử Charles. Và sau hoàng tử Charles là lên đến hoàng tử William. Đây là một trong những con đường lối cha truyền con nối rõ rệt. Mà họ không sợ bị đảo chánh, họ không sợ bị lật đổ. Và cái nước theo nước Anh thành công nữa, đó là nước Nhật. Quý vị thấy không, mùng 1 tháng 6 này là một ông vua mới của nước Nhật lên ngôi. Thay thế cho năm 45 là Hirohito, làm cho nước Nhật bị thua xiển liếng, đầu hàng vô điều kiện và phải giải giới quân sự. Đó là một vị vua mang lại cái nhục nhã cho nước Nhật. Nhưng mà nước Nhật vẫn không phản đối. Nước Nhật vẫn gọi là Nhật Hoàng Hirohito và vẫn tôn thờ một vị phương hoàng như thế. Và cái nước nghèo mà lại theo nước Anh đó là nước Thái Lan. Đến giờ này Thái Lan vẫn là một nước quân chủ lập hiến. Trong nước nhiều loạn, nhiều lạc. Trong đó có người Tàu, trong đó có người Miên, trong đó có người Thái, trong đó có người ngoại quốc. Nhưng mọi việc vẫn nằm dưới sự quy củ của một ông vua. Bất cứ việc gì chính trị ở trong nước khi mà ông vua đã nói đến là xong. Đấy là chuyện xảy ra mấy chục năm của ông vua Bhumibol. Và đến giờ này con trai ông ta lại lên tiếp nối. Thế thì nước Nhật bây giờ cũng thế. Ông vua Akihito là Nogot Hirohito. Và bây giờ người con của Akihito lên ngôi. Đây là một trong những sự kiện không bao giờ có đối với các quốc gia dân chủ loạn lạc. Quý vị cứ thấy Việt Nam mình, khi mà lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, giết Tổng thống Ngô Đình Diệm một cách thảm sát và mang dã man, mà ông Tổng thống Lê Đức Anh gọi những cái thứ tướng là cái thug, là những cái tên thảo khấu, nhục nhã, thì quả nhiên không cần nói những cái lời nói đó. Sau số 13, nay định chỉnh lý, ngày mai đảo chánh, ngày mốt là thay đổi chính phủ. Loạn cào cào làm cho nước Việt Nam 12 năm sau rớt vào tay Cộng sản. Thế thì nước Anh này sẽ có thủ tướng mới. Và những người phản đối nhiều lắm. Ngay cả cái tên gọi là đô trưởng của thủ đô London là tên Sadiq Khan, hai lần chống Donald Trump, làm những cái chuyện xấu hổ cho Tổng thống, khiêng dậy Tổng thống, nhưng rồi vẫn phải vâng lời nữ hoàng, mời Tổng thống Donald Trump đến nước Anh năm 2018. Và hôm nay Tổng thống đã nhận được lời mời chính thức của nữ hoàng Anh, mời Tổng thống và đệ nhất phu nhân sẽ qua thăm Anh Quốc vào tháng 6. Để chúng ta thấy rằng là người da trắng bao giờ cũng là đàn anh. Sadiq Khan cũng là một tên Hồi giáo không đáng kể đối với Anh Quốc. Thì chúng ta là có một bản tin nữa, đó là bản tin về ông Mike Pompeo. Ngày hôm qua trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CNBC, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng là
Khi mà ký giả hỏi cảm nghĩ của Ngoại trưởng về cái anh chàng gọi là anh chàng giám đốc công ty Huawei, là bố của cái cô y thị giám đốc tài chính mẹ Wang Chu, đã bị bắt ở Canada để chờ ngày dẫn qua Mỹ để xử án về cái tội lừa đảo, chạy trọt, mánh mông làm ăn với Iran, đi vòng quanh cái luật sanction, phong tỏa kinh tế của nước Mỹ. Thế thì anh chàng giám đốc của CEO của Huawei nói rằng là: thưa với các ông, thật ra chúng tôi khi bị kết án là công ty này là công ty của Đảng Cộng sản Tàu, anh ta phản đối, mà đâu có đâu, đây là cái công ty bé của chồng, của vợ, của gia đình tôi. Quý vị thấy không, chúng ta phải nói một câu, Cộng sản không tiến bộ được là vì họ ngoan cố. Ở bên nước Tàu có công ty nào mà không phải của quốc doanh mà lại được hoạt động mạnh mẽ trên 120 quốc gia như là Huawei không? Câu số 1, câu số 2. Cái tên là giám đốc của Huawei này cũng là một tên quân ủy, nó nằm trong cái quân đội của Tàu. Thì có bao giờ một cái công ty tư nhân lại phải mời đến một cái ông quân ủy Tàu để ra làm giám đốc không? Câu số 3. Công ty Huawei này, nơi nào có nước Tàu, nơi đó có Huawei. Mà nếu không phải là quốc doanh thì nó là cái gì? Quý vị thấy chưa? Tóm lại, Cộng sản chủ trương có hai điều: ngoan cố và mưa lâu thì thấm đất. Nghĩa là chúng bảo rằng cái gì mà chúng ta cứ nói đi nói lại, nói dối một thời gian, nó sẽ biến thành sự thật. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ, đây là một cái trò hề rẻ tiền. Bởi vậy cho nên là Mỹ không cần phải là đợi thanh minh thanh nga của một tên cộng sản như là giám đốc của Huawei. Mỹ đã ra lệnh triệt Tàu. Bởi vì Tàu biết, mà trong cái triệt đó, ông Donald Trump nói rõ, Tàu Cộng sau một năm thương thảo về vấn đề thương mại vẫn tỏ ra ngoan cố, không chịu bỏ tội ăn cắp tài sản trí tuệ, không chịu từ bỏ cái tội gián điệp với các công ty, và không chịu từ bỏ ép các công ty Mỹ ở bên Tàu phải giao các cái công thức chế tạo hàng hóa cho Tàu Cộng. Với ba cái tội danh đó, Tổng thống Donald Trump áp đặt 25% thuế suất trên 200 tỷ đô la hàng hóa của Tàu. Và nếu trong vòng vài tuần nữa mà Tàu Cộng không biết sửa đổi thì Tổng thống sẽ ra thêm 25% trên 350 tỷ đô la khác. Đến giây phút đó, nước Mỹ ngồi chơi xe nước có thể đem về 80 tỷ đô la mỗi năm. Thế thì quý vị thấy rằng cái câu áp thuế đó là câu trả lời cho bọn Tàu. Nó lỗ tai nó dày, cho nên hàng chi người ta bảo chú Tàu nghe kèn là như vậy. Nó không ý thức được rằng cái lưu manh của nó không che mặt được Donald Trump. Rồi là một bản tin khác nữa là bên Tàu phản phé, nói rằng là nước Mỹ là một cái nước chuyên môn thêu dệt, và Pompeo là một tên đại nói dối và chuyên fabricate, tức là chuyên môn thêu dệt những câu chuyện có thành không, không thành có. Nhất là câu chuyện về Huawei. Giờ này Cộng sản Tàu vẫn tuyên bố Huawei không phải dính dáng đến vấn đề Đảng Cộng sản Tàu. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nói một cách hay lắm: quý vị nên nhớ rằng đối với Cộng sản là nguy hiểm một, thì cái công ty Huawei này nó nguy hiểm 10. Very dangerous company. Bởi vậy cho nên Tổng thống đã ra lệnh cấm tất cả các công ty Mỹ làm ăn với Huawei. Mà đặc biệt bây giờ là Huawei mới đưa ra cái loại phone của 5G, và Bộ Thương mại đã cấm Google, cấm AT&T, cấm Apple bán những cái gọi là component, là những cái bộ phần nhỏ ở trong cái telephone này cho Tàu. Riêng Google kể từ tháng 8 này không được cung cấp những cái là Facebook, là Twitter, là những cái trang mạng để giúp cho cái phone 5G của Tàu nó làm việc. Và nếu như thế thì kinh tế của Tàu sẽ về sụp đổ, làm cái chuyện chỉ cần thời gian. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.